Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: 1. Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc đối với đối tượng quy định tại điểm 4 khoản 1 điều 86 dự thảo luật việc làm sửa đổi trừ các trường hợp sau: người đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo Bộ luật Lao động, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc không đúng quy định tại luật viên chức, người bị sa thải theo pháp luật về lao động hoặc xử lý kỷ luật buộc thôi việc theo pháp luật về viên chức, người hưởng lương hưu, người đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng chưa hưởng khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. 2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc đối với đối tượng quy định tại điểm 4 khoản 1 điều 86 dự thảo này. 3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo khoản 1 điều 102 dự thảo này. 4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không thuộc trường hợp sau đây: có việc làm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo luật bảo hiểm xã hội, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học tập thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, qua đời.